Chào các bạn, hôm nay mình đang tới AV trang trại của em Thành Diamond Hải Phòng. Một. Hai. Con này đẻ rồi nhưng bây giờ nó đang thay lông. Con này là cặp sáng. Đấy là bông nâu sáng và bông nâu bên nam với sáng. Đây là cặp bông nâu và nai sáng. Cặp này cặp bạch lân. Đó như bao tiền mà đôi giống. Nó cũng tùy theo nhiều loại giống. Nó cũng nhiều loại giống. Đây là sáng sáng. Con này màu đẹp quá. Ừ, con này là nó đang thay lông ấy, nó thay lông đầu, con mái đang ấp ở trong kia. Hai mẹ con đang ấp này. Thích nhỉ? Ừ. Cái cặp này thì hôm nay mới nở. Đâu? Cặp này là Indo lai bạch, thì hôm nay mới nở. Cặp Indo lai bạch các bạn nhé. Tuyệt vời. Trời ơi, chịu quá đấy. Dạ, 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 dạ. Rồi, cháu làm dọc ở đây. Ừ. Con này đẹp thế. Con này là dòng đầu trắng với trắng. Dòng đầu trắng với trắng. Con này đẹp nhỉ. Đây, đấy, đẹp. Quá đẹp. Ừ. Cặp này hôm nay mới tách con. Tách con, đang rất nhớ con, để chuẩn bị đẻ nữa. Dòng đây là lắp cả bài mới. Nâng cặp mới. Con này là xòe cứng bản nhỏ này. Đây con xòe cứng bản nhỏ này. Đây cái con trống ở trên. Nó là xòe cứng, dòng xòe cứng bản nhỏ. Quá. Abi này 5 cái Abi này em mới làm nhưng mà thu được 5 con. Thế á? Thu 5 con, còn đây là còn 3 cặp đang đẻ thì đang ấp. Cái cặp này của em là có cặp siêu đẻ không? Ừ, cặp nào mau nhất là lo nhất là mấy tháng là một cặp đẻ con rồi. Thường thì nó cũng phải đến tuổi sinh sản thì mới đẻ. À, đến tuổi sinh sản mới đẻ. 11 12 tháng các bạn nhé. 11 12 tháng. Đây còn cái cặp này của em là năm nay được 7 lứa rồi. Đây là một cặp siêu đẻ này. Có thể nói là một trong những cặp mà siêu đẻ nhất của Việt Nam chúng ta, một năm được 7 lứa các bạn nhé. Bây giờ vẫn đang đẻ tiếp nên vẫn đang đẻ tiếp và sẽ phân đấu 5-9 lứa. Cặp này thì lứa thứ sáu thì hôm đang nên lứa thứ 7 thì bị con rắn nó ăn mất trứng. Lứa thứ 7 rắn vào. Vâng, thì mới vừa rồi đấy. Thế con mái đang ấp đằng trong trống đẹp thế, trống bộ to à? Nào đẹp. Bao nhiêu ngày nó nở cho? Nở 12 ngày. Cặp này là cặp sáng tốt, con mái đang thay lông. Cặp sắm tốt này các bạn này, cực đẹp luôn. Con nái đang thay lông đã. Đây là con bông non rừng. Bông non rừng ghép đấy, nó xám Việt, xám thuần nhưng mà con nái nó đang thay lông. Tuyệt vời. Tổng em có bao nhiêu AV trong đại này? Có 13 cái ạ. 13 cái. Cặp này thì đẻ từ đầu năm, bây giờ con trống nó mới bắt đầu xong lông thì chuẩn bị đẻ lại. Đang gấp gáp nhiều. Đẹp quá. Thế là cám em tự làm hết à? À, cám này là em mua anh. Cám mua. Tuyệt vời. Đây là em Thành nhé. Một trong những nghệ nhân rất đam mê trà màu sinh sản và cũng là rất thành công.